Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Niềm vui gặp gỡ sau thời gian phong tỏa vì đại dịch. Từ khi nước Mỹ chính thức mở cửa lại sau nhiều tháng phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch, Hội Cao niên miền Charlotte tiểu bang North Carolina tổ chức buổi họp mặt thân hữu vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 17 tháng 7 năm 2021 tại nhà ông Hội phó Vũ Ngọc Báu thuộc thành phố Mooreville, tiểu bang North Carolina. Giờ đây, các vị cao niên có thể tự do đi lại, bắt tay nhau hay chia sẻ bữa ăn huynh đệ nơi công cộng, picnic ngoài trời. Hiện diện trong buổi họp mặt có ông hội trưởng Tạ Ngọc Trân và khoảng trên 23 vị cao niên là những vị có tấm lòng rộng mở và liên đới đượm nhiều cảm xúc được diễn tả trong bầu không khí ấm áp và tươi vui. Ông Phạm Chuẩn chia sẻ, mấy cụ ông, cụ bà, hội cao niên nhà ta cũng vậy, bị ở trong nhà lâu quá, nhớ nhau nhiều, một số ít thông tin về nhau, nay được giải tỏa, mừng lắm, nên vội thông báo hội họp xem ai còn ai biến. Rồi tổ chức họp mặt cao niên tháng 6, rồi tổ chức đi thăm sức khỏe anh chị hội hạnh, cứ là tưng bừng vui đáo để, mà sao lại vui nhỉ, vì người già bệnh thì bệnh thật. Nhưng thăm nhau thì cứ vui như Tết để cùng nhau quên bệnh tật, quên tuổi tác, nhắc nhau sống tích cực. Mở đầu ông hội trưởng Tạ Ngọc Trân mời mọi người hát bài Nào về đây ta họp đoạt. Ông thông báo hội sẽ tổ chức đi biển vào ngày 28 tháng 8 và trở về lại ngày 1 tháng 9 năm 2021. Lệ phí tạm thời mỗi người 200 đồng để mướn xe và mướn khách sạn. Sinh hoạt tháng 8 tạm thời sinh hoạt tại nhà ông hội trưởng, chờ thư viện mở cửa lại, hội sẽ thông báo sau. Mọi người cùng nhau chia sẻ tâm tình, cùng nhau chia sẻ những thức ăn, thức uống, trái cây trắng miệng. Cùng nhau lên chiếc tàu nhỏ chạy trên dòng sông bên cạnh nhà anh hội phó Vũ Ngọc Báu. Mặc dù cuộc sống nơi Hoa Kỳ được sung túc, nhưng văn hóa nơi đây hầu hết những vị cao niên ít sống chung một mái nhà với con cái. Mái ấm gia đình có nhiều thế hệ sống chung rất ít. Chính nếp sống này đã làm không ít vị cao niên cảm nhận được sự trống vắng khi tuổi đã về chiều. Hội cao niên Charlotte là nơi chính, là điểm quy tụ hàng tháng để các vị cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ và giúp nhau thăng tiến về tư duy và tinh thần. Ông Phạm Chuẩn bày tỏ là cao niên người nào cũng ít nhiều sống chung với ba cao một thấp hay với một bệnh kinh niên nào đó trong người, nên chỉ góp sức cầu nguyện cho nhau trong tình yêu thương đồng cảm nhau. Giới già chỉ hy vọng chống đỡ với bệnh tật bằng phương tiện y học mà xã hội tiến bộ này kêu mang phục vụ mà thôi. Những người có tinh thần sống cho tha nhân phải là những người có tâm hồn cao thượng và được tập thể yêu thương tôn trọng. Buổi sinh hoạt được kết thúc tràn đầy niềm vui của tuổi già, hẹn gặp lại nhau vào tháng 8, sau đó ra về mang theo niềm lưu luyến phong cảnh, tình người trong sự ấm áp mến thương của niềm vui được trở lại sau đại dịch Covid. Tôi của Vân Bằng ghi nhận những hình ảnh sinh hoạt của hội cao niên vùng Charlotte đã sinh hoạt tại Mooreville, tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.